Thưa quý vị, hai luật sư Phạm Hoài Nam và Nguyễn Kiều Hưng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, người đã báo bị can là Võ Văn Minh bị tuyên phạt 7 năm tù vì dùng chai Number One có ruồi tống tiền công ty Chất Tân Hiệp Phát, vừa gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bổ sung đối với vụ án này. Trước đó, hai luật sư này đã làm đơn gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng đã phát hiện thêm tình tiết mới trong quá trình xem xét lại hồ sơ vụ án này. Theo đơn kiến nghị bổ sung, vụ án có nhiều tình tiết vi phạm tố tụng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Với các phát hiện này, các luật sư cho rằng có căn cứ cho thấy khả năng Võ Văn Minh bị gài bẫy trong vụ việc bị buộc tội cưỡng đoạt tài sản của công ty Tân Hiệp Phát. Theo các luật sư, cấp giám đốc cần xem xét lại vụ án một cách cẩn trọng, làm rõ những mâu thuẫn trong các chứng cứ buộc tội Võ Văn Minh, khả năng ông Minh bị gài bẫy trong vụ nhận tiền của công ty Tân Hiệp Phát.